Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, kênh chuyên xe đạp thể thao chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em sẽ đưa đến cho các bác một chiếc xe đạp đua hiệu Mosso, có được trang bị bộ chuyển động Shimano Tiagra và bộ bánh Shimano R570. Đấy. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết chiếc xe này cho các bác xem. Về phần sơn đây các bác, sơn là nguyên bản các bác nhé, và cũng còn khá đẹp, không có một vết xước đáng kể nào ở trên phần khung. Đây, chiếc xe được trang bị nhôm 7005, toàn bộ khung là trang bị nhôm 7005. Nếu các bác nào mà chơi xe lâu năm sẽ biết rằng nhôm 7005 là một cái nhôm siêu nhẹ, nhẹ ngang gần với carbon. Đấy, aluminum này, nhôm 7005, một xô tất cả cái rồi khung là 7005 hết. Đây, phần bánh là được trang bị cặp bánh Mayer, rồi là vành là Shimano R510. Về phần tay bộ chuyển động đây, Shimano Tiagra 10 tốc độ. Phanh là cũng phanh Techo, trang bị bộ đùi đĩa là Shimano Tiagra, gạt đĩa, vành sau cũng là Shimano R510, bộ chuyển động Shimano Tiagra 10 lít. Mayer Shimano R510 các bác nhé, rất là trơn luôn, công nghệ chuyển động đỉnh cao của Shimano. Bây giờ em sẽ vào đo size và đánh giá cái bộ chuyển động, cái việc chuyển số của chiếc xe này nhé. Các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp cho đến khóa cọc yên là 52 cm. Size này phù hợp cho các bác cao phải tầm từ 1m68 cho đến 1m78. 1m68 cho đến 1m8. Giống ngang từ tâm cọc yên cho đến tâm cổ phốt là 53-54 cm. 54 cm các bác nhá. Đấy. 53, giống ngang là giống ngang là 54 và giống đứng là 52. Bây giờ em sẽ tiến hành đánh giá bộ phận chuyển động của chiếc xe này. Được trang bị 10 lít bộ chuyển động Shimano Tiagra. Bây giờ em sẽ lên lít cho các bác. À, xuống lít này. Lên lít này. Rộng rất mượt luôn, rất êm. Êm mượt. Không nhận con này là số má êm. Lên đĩa này các bác. Đấy, xuống đĩa này. Lên đĩa này. Bộ chuyển động rất là chân chu. Được trang bị cặp bánh Shimano R510. Đỉnh cao công nghệ của Shimano các bác nhé. Cả bánh bánh trước bánh sau. Giá bán của chiếc xe là 11 triệu bao ship toàn quốc cho các bác, chuyển hết tiền 100% và bảo hành 1 năm cho các bác về bộ phận chuyển động. Các bác quan tâm chiếc xe thì hãy nhắn tin Zalo trên số điện thoại màn hình 0975 709 943 để em tư vấn trực tiếp. Ngoài ra các bác nhớ ấn đăng ký kênh cộng ấn chuông để theo dõi các cái xe mới nhất em đưa lên trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.